Nathaniel, dù con còn quá nhỏ để nghe và hiểu được những điều này, nhưng mẹ vẫn muốn con an tâm rằng bên con luôn có mẹ, có gia đình mình. Nà, mẹ muốn kể cho con nghe một câu chuyện mà khi con lớn hơn, nhất định mẹ vẫn sẽ kể những chương tiếp theo, và đây sẽ là một câu chuyện không hồi kết. Đó là về ngoại đáng kính, hết mực yêu thương hai mẹ con mình. Ngoại nói trên cuộc đời này, nếu gặp được ba người đối xử thật tâm với mình, đó sẽ là điều may mắn nhất trong cuộc sống. Mẹ sống khép kín từ nhỏ, lớn hơn một chút, rồi mẹ đi học xa, không có nhiều bạn bè. Nhưng mẹ luôn cảm thấy mình là người may mắn nhất trên thế gian này, vì mẹ có ngoại, người đã hy sinh cho mẹ không màng sức khỏe và tuổi xuân. Ngoại chịu đựng thôi sống vì mẹ và cả bác của con. Có lần ngoại khóc khi ôm mẹ ngủ. Mẹ biết nhưng mẹ không nói. Mẹ chỉ muốn lớn thật nhanh để ngoại ngừng hy sinh, và vì mẹ muốn chở che cho ngoại của con. Con biết không, mẹ đã từng sống chỉ biết cho bản thân mình. Và ngày đó khi nhìn mẹ, ngoại chỉ thấy bất an thôi. Rồi mẹ đi du học, mẹ đã háo hức và vui mừng biết chừng nào khi sắp có cuộc sống không bị gò bó bởi gia đình. Nhưng con à, khi sang đến nơi, mẹ mới hiểu ra nhiều điều. Mẹ thấy thương ngoại nhiều lắm, và lấy đó làm động lực để cố gắng. 8 năm ở nước ngoài trôi qua, mẹ đã có một quyết định lớn nhất. Đó là sinh con mà không cho ngoại biết. Khi ngoại biết chuyện, buồn vui lẫn lộn, nhưng trong đó luôn hiện hữu một sự lo lắng. Mẹ biết, nhưng cuối cùng thì ngoại vẫn tôn trọng quyết định của mẹ. Ngoại là một người phụ nữ mạnh mẽ lắm con à. Mẹ cảm thấy có lỗi rất nhiều với ngoại, vẫn luôn để ngoại lo lắng ngay cả khi đã có con. Nhưng nhờ con, nhờ Na bé bỏng, mẹ mới hiểu lòng mẹ bao la đến nhường nào. Mẹ không mong con giàu sang phú quý, chỉ mong con khỏe mạnh và hạnh phúc, gửi đến người mẹ thân yêu của con. Vì cuộc đời này của con có mẹ, có em Na. Cảm ơn mẹ đã cho con cuộc đời này. Và cảm ơn mẹ vì mẹ là mẹ của con.